Sĩ đồ lót hàng Việt Nam xuất khẩu. Cửa hàng đồ lót ngày càng được ưa chuộng, kèm theo đó là lượt tìm kiếm sĩ đồ lót hàng Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều. Đồ lót xuất khẩu. Đồ lót xuất khẩu có thể nói được rất nhiều nhà kinh doanh đồ lót ưu ái. Đơn giản vì nó chất lượng, uy tín, giá thành phù hợp, mẫu mã cũng có thể nói là rất đa dạng. Bạn có thể làm một cuộc so sánh về chất lượng, đồ lót xuất khẩu chưa bao giờ thua kém bất kỳ một thương hiệu đồ lót nào. Nhưng phải biết lựa chọn đâu là nguồn đồ lót xuất khẩu phù hợp với mình. Nguồn hàng xỉ đồ lót. Bạn có thể tìm thấy nguồn hàng xỉ đồ lót ở bất cứ đâu, vì hiện nay ngành đồ lót không còn quá xa lạ với người kinh doanh nữa. Theo nhu cầu thị trường thì đồ lót là món đồ không thể thiếu. Lấy xỉ đồ lót ở các khu chợ, xỉ tại các xưởng may hay xỉ tận gốc, xỉ tại các công ty chuyên bỏ xỉ. Chỉ cần lựa chọn một nơi phù hợp với bản thân mình là được. Ngoài ra chất lượng sản phẩm cũng rất quan trọng. Hàng Việt Nam xuất khẩu. Nói đến hàng xuất khẩu, người ta nghĩ ngay đến sản phẩm bền đẹp, có thể giá thị trường hơi nhỉnh hơn một chút.